cảm ơn chị nha. Chị cho 1 ký con. 15.000 một ký cô ơi. Rồi. Mua 1 ký. Ngon lắm, cái này nó trơn ở mắt này, nó ngon này. Mắt tao ai đứa. Sao trồng được ra bài hay vậy ta? Vâng. Em trồng bây giờ được luôn, có con gì ăn hết à. Em thấy nhỏ này ngon này chị ạ. Vâng. Mắt nó chưa to này, đấy xem quả nữa chị. Ok. Đây, ok nha. Cảm ơn chị nhá. Mười lăm nghìn ký. Cảm ơn chị nha. Vâng, cứ về đây.